Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay thì có một con máy cưa xích Nhật bãi về nguyên zin luôn. Con này đặc biệt là có cái lam đầu nhọn luôn nhé. Máy rất đẹp, làm platin. Máy như mới luôn. Con này là hàng bãi về chưa rửa luôn nhé. Tí em sẽ cho nổ cho anh em luôn. Đấy, bồ này, nhìn bồ này còn nguyên sơn luôn. Này hàng lựa nha các bác. Đó, trên cồn chưa vết chảy mòn luôn. Máy rất mới, bộc làm. Realme ES 2500V nhé. Bác nào chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0529. Hơi căng đét luôn nhé. Rồi xin kết thúc video tại đây nha anh em. Đây, con Realme hỏa đã vệ sinh xong rồi anh em nhé. Anh em xem ở trong máy. Máy như mới luôn nhé. Tất cả đều nguyên zin hết. Điện zin chưa có vặn gì ra nhé. Ốc vàng khỏe luôn. Bồ trắng phau luôn nhé. Bồ nguyên sơn zin nhé. Rất mới này. Chế zin vệ sinh chế ok hết. Làm đầu nhọn, nắp ốp đẹp. Bộ nhà nguyên còn nguyên bông của nó luôn. Tí vệ sinh cái này đấy nha anh em. Chụp giật dây giật zin, chụp giật zin trắng phau. Đó, giờ thì sẽ gắn vào cái này. Xích thì xích dày nguyên chưa rũa thế nào luôn, sắc nguyên luôn. Đó, giờ sẽ gắn vào nổ cho anh em xem nhé. Quá mới. Đây, cây máy được lắp ráp hoàn thiện cho anh em nhé. Máy đẹp như mới, phun zin từ AZ. Hoàng có quay video từ lúc nhặt bãi về cho đến lúc vệ sinh cho anh em nhé. Đó, máy quá mới luôn. Thiếu một cái thùng. Tất cả nguyên zin hết. Đổ xăng, đúng đổ xăng là nổ luôn nhé. Đó, anh em vào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0559. Anh em nào thấy máy đẹp thì anh em cho Hoàng một đăng ký, một like, một chia sẻ nha các bác. Đó, tất cả tem mát đều phun zin theo bãi về nhé. Con này thì giá cũng ngang con máy tàu này. Đó, con này 2,5 triệu nha các bác. 2,5 triệu là bao ship tận nhà luôn đấy. Quá êm. Như mới nha. Cảm tính cũng êm. Nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận những video mới nhất của Hoàng nhé. Cửa hàng của Hoàng tại địa chỉ 165 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên săn những cái cây máy cưa xích, máy phát cỏ đẹp xuất sắc cho các bác luôn nhé. Đó, máy ốc còn 8 còn mới nhé. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em nhé.